What's up, xin chào cả bạn, mình là Sắc Quyền, chào mừng các bạn tới với màn hình làm việc của mình, yeah. Ok, thì hiện tại là mình dạng không có ý tưởng video nào để mình làm hết. Mình biết là mình có thể chơi Minecraft là cái gì, nhưng mà hiện tại nó đang bị gặp vài vấn đề, như là khi mình chơi nó giật cả đống lắm, không phải do máy mình dạng nó bị cái gì đó. Thì bây giờ hiện tại mình đang cài lại để mình sửa. Nhưng mà trong lúc này sao mình không hướng dẫn các bạn cài modpack, cũng như là modpack Minecraft là cái gì, cũng như là tất cả những modpack khác trên launcher Curse. Ok, thì có nhiều bạn kêu mình làm video riêng hướng dẫn nên cái video này dành cho các bạn ơi, tại vì mình đã comment vài cái và mình để ở dưới description cái cách để mà làm, nhưng mấy bạn không hiểu nên chúng ta sẽ làm video luôn. Ok, và bây giờ trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn. What the heck? Ok, mình trở lại, tự nhiên bị cái màn hình nó bị màn hình Windows bị á. Thì trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn download về cài đặt, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành cài đặt các mod khác trong cái launcher này. Ok, bắt đầu thôi. Ok các bạn, đây là màn hình, đây là trang web đó, để mà bạn có thể download cái launcher về. Thì mình sẽ để cái link ở dưới phần miêu tả, các bạn nhớ phần miêu tả nha, là cái phần ở dưới cái video á. Thì các bạn chỉ cần bấm vào download the Twitch desktop app là sẽ xuống, rồi telecharger gì đó. Rồi đó, nó có nghĩa là download á, tại vì cái này mình tiếng Pháp, tiếng Đức gì đó mà không biết nè. Ok, chúng ta sẽ chờ khoảng 2 phút. Thì cái này là các bạn sẽ cần phải đăng ký, và đăng ký từ hai nguồn lần. Một là Twitch, là mình cũng sẽ để link dưới, và hai là Curse ở đây luôn. Thì ở đây đăng ký tên người dùng, mật khẩu, ngày sinh, tháng năm và tùm lum, cái này cũng vậy thôi. Và các bạn sẽ đăng ký hai nguồn, cũng có thể các bạn sẽ đăng ký Twitch luôn cũng được. Ok, chúng ta sẽ chờ khoảng vài phút nữa. Trời, lâu quá. Ok, và sau khi tải xong các bạn chỉ cần nhấn một nút vô và nó sẽ mở Twitch.me xe, rồi run. Cần bấm run này không có hại gì tới máy các bạn hết trơn á. Ok, rồi sau đó nó sẽ hiện lên cái các bước để mà bắt đầu cài, chỉ cần next nè. Rồi cái này là mình có rồi nên nhắc mấy bạn cũng tự biết cách rồi, tại cái này mình đã cài và mấy bạn có thể sẽ biết cách cài thôi. Còn nếu không á, các bạn cứ comment ở dưới thì có thể mình sẽ trả lời hoặc ai đó sẽ trả lời giúp bạn. Ok, và sau khi các bạn cài đặt rồi đó, ok, rồi sau khi các bạn cài đặt rồi đó thì nó sẽ có một cái ô cửa sổ, nhớ là vậy, xuất hiện ở trên màn hình làm việc của bạn. Các bạn chỉ cần nhấn nút vô thì sau khi đó nó sẽ xuất hiện lên cái cửa sổ như thế này đó. Rồi các bạn sẽ cần phải login YouTube rồi luôn cross luôn. Mình sẽ skip cái này tại mình tại vì chắc chắn là mấy bạn sẽ coi lấy mật khẩu của mình là tùm la lấy tài khoản. Ok, sau khi các bạn đăng nhập cái này nó có hiện lên hoài đó. Sau khi các bạn đã đăng nhập vô á thì chúc mừng các bạn đã vô được màn hình làm việc chính của Twitch. Ok, và ở trong đây thì các bạn có thể kết bạn, có vài bạn mấy bạn biết cài cái kết bạn mình nè, thì các bạn có thể vô trò chuyện, rồi có thể trò chuyện với bạn bè của bạn rồi tùm la á. Rồi chắc chắn là mấy bạn sẽ vô cài một phát chính, thì ở dưới đây sẽ có cái biểu tượng đầu con creeper, và các bạn sẽ bấm vô nó sẽ vô Minecraft ở đây nè đó. Và trước khi mà mấy bạn cài mod thì mình sẽ hướng dẫn cái này trước. Bạn xuống dưới đây nè, biểu tượng bánh răng, bấm vô sẽ hiện lên sẽ tiền, rồi bấm vô Minecraft nè đó. Rồi
này mình sẽ hướng dẫn chính cho các bạn, nếu có máy yếu hoặc cái gì đó thì các bạn có thể chạy Minecraft bình thường luôn. Thì ở dưới đây Launch Network nè, các bạn sẽ bấm vô Start Launcher. Ok, rồi sau đó các bạn sẽ chỉnh cái server của mình. Mình cân nhắc là nên dùng server 8 với cái phù hợp cái bit của bạn, 64 bit. Ok, sau đó ở dưới đây các bạn sẽ chỉnh cái số lượng memory á, số lượng thẻ nhớ hay cái gì đó để mà chạy như làm cho cái máy nó chạy tốt hơn chăng. Nếu như mấy bạn 2GB thì các bạn sẽ để xuống 1.024 MB, 4GB thì nên để như đây, rồi 6GB hay cái gì đó thì các bạn nên để ở đây, để mà đây là cái chỗ recommended là cân nhắc á, nhưng mà mình sẽ để ở đây tại máy mình yếu quá. Và sau đó bấm tên à, mọi thứ sẽ xong. Và bây giờ các bạn có thể cài modpack rồi, thì các bạn sẽ bấm vô browse all modpack. Rồi vô đây thì chắc mình sẽ lấy ví dụ là Minecraft là cái gì đi. Minecraft là cái gì á, là nó có tên chính là Lose Waste My Block. Ok, bấm vô cái chỗ này đi. Rồi loading, nó đang loading. Rồi mấy bạn có thể vô đây rồi bấm đây là mấy cái tấm tắt rồi giới thiệu tùm lum á. Các bạn sẽ bấm vô install, hoặc các bạn bạn vô version các bạn tải phiên bản cũ hoặc mới nhất, thì chúng ta sẽ tất nhiên phải tải phiên bản mới nhất thôi. Ok, thì nó sẽ bắt đầu downloading map và tùm lum cho các bạn hết. Thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn vài modpack nữa, có nhiều modpack lắm, như là Sky Factory nè, ba Sky Factory 3, Sky Factory 2.5, hay là như là Máu và Xương là cái series mà mình chỉ làm có một tập thôi tại nó lắc quá, mấy bạn kêu lắc quá. Ok, rồi Fit the Beast, Beyond, rồi Die Wood và tùm lum nhiều modpack ở trong đây các bạn lựa chọn lắm. Và ok, Forever Stranded nè. Ok, và sau khi các bạn đã cài đặt xong mod của mình đó, thì các bạn có thể trước khi mà bấm chơi, các bạn có thể vô Open Folder nè, hoặc là duplicate profile là dạng như là phân chia cái folder của bạn gì đó. Rồi ở đây các bạn bấm vô folder thì các bạn sẽ có thể edit dạng như mod trong đây nè. Các bạn xóa hay cái gì đó tùy chỉnh, nhưng mà mình nghĩ các bạn nên giữ cái đó. Rồi các bạn có thể bỏ resource pack vô đây, hoặc là bấm để mấy cái thế giới save của các bạn vô đây để mà có thể chơi bình thường. Thì ok, sau khi các bạn làm tất cả mọi thứ rồi, các bạn có thể bấm vô nút play này, màu xanh này, và nó sẽ bắt đầu mở ra một cái cửa sổ Minecraft. Ok, và đây ở đây là launcher cho Minecraft Premium. Nếu các bạn có Premium ta Premium á, thì mấy bạn có thể chơi được nó thôi. Mình không biết là có version phát nào của cái launcher này không, bạn cứ Google đi, mình cũng không biết nữa. Nhưng mà có Premium thì các bạn nên chơi vậy thôi. Ok, và sau khi đó chúng ta cứ bấm vô nút play rồi nó đang mở. Và khi bấm play rồi nó sẽ bắt đầu chút. Ok, mình thấy là lag chút rồi đấy, điện chưa lên. Ok, và bây giờ nó sẽ mở lên nó sẽ bắt đầu lock mod nè. Đó, mình mod rồi 1/7 tùm lum tùm lá. Và khi mà các bạn đã chờ nó lock xong rồi, mấy bạn có thể chơi bình thường. Và mình nghĩ chỉ đơn giản vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy video này có đã giúp các bạn cái gì đó thì đừng quên like. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới, mình sẽ giải quyết hết tất cả các vấn đề của các bạn. Ok, và nếu đây là video đầu tiên các bạn xem channel của mình, đừng quên nhấn subscribe, bởi vì điều đó sẽ ủng hộ mình rất là nhiều. Và hình như chỉ tới đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nghe tốt lành. Bye bye.